cái giải danh giá, đó chính là giải của bóng vàng Việt Nam. Và ngày hôm nay thế hệ chúng tôi, anh Trần Minh Chiến, anh Huỳnh Đức và bản thân tôi một lần nữa trở lại đây, và còn vinh dự hơn đó là được trao xướng tên vinh danh cầu thủ quả bóng vàng Việt Nam 2017. Đó những là các thế hệ tài năng tiếp theo và đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua. Và cũng không để quý vị cũng như là các bạn chờ đợi lâu hơn, sau đây thì Trung Phong Lê Minh Đức, người chuyên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, sẽ công bố. Xin mời anh Đức ạ. Kính thưa quý vị, đúng như vậy, trên tay của tôi đang là chủ danh của quả bóng vàng 2017. Tôi cũng muốn ngắm nhìn những người em của mình, cảm giác cách đây 10 năm trước tôi là Hồng Sơn, Minh Chiến cũng có lúc cảm giác rất là hồi hộp như thế này. Và kính thưa quý vị, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây tôi xin được công bố tên cầu thủ được số phiếu bình chọn cao nhất là chủ nhân của quả bóng vàng 2017. Anh có thể đọc được cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm không ạ? Lấy chút vô bóng máy tính. Chủ nhân của quả bóng vàng 2017 dành cho cầu thủ nam Minh Thành Châu. Xin chúc mừng quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung đến từ câu lạc bộ VNK Quảng Nam. Và chúng xin được chúc mừng quả bóng bạc Nam Việt Nam 2017 cầu thủ Nguyễn Anh Đức đến từ câu lạc bộ BKMS Bình Dương. Trước hết chúng tôi cũng xin được mời ba cựu danh thủ nán lại và cũng sẽ cùng đến với phần trao giải cho quả bóng bạc, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là một lần nữa để chắc chắn là cái quả bóng bạc đó đã thuộc về cầu thủ còn lại, thì cho phép Nguyễn Khang sẽ mời người đang giữ cái lá phiếu còn lại của chúng ta sẽ mở ra để kiểm tra chính xác cái thông tin này ạ. Xin mời anh. Anh đã mở như vậy rồi, chắc có lẽ là tôi với học trò của tôi chắc sẽ ôm nhau thôi. Và cầu thủ đoạt quả bóng vàng dành cho cầu thủ nam Nguyễn Anh Đức. Xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Anh Đức, và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời lên trao quả bóng bạc Nam Việt Nam 2017 ông Nguyễn Tấn Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, và xin mời ba cựu cầu thủ chúng ta nán lại để có thể chụp hình với lại những gương mặt xuất sắc của chúng ta. Thưa quý vị, với những gì thể hiện rất tuyệt vời trên sân cỏ, chúng ta đang cùng đến với cầu thủ Nguyễn Anh Đức, người đã đạt được quả bóng bạc Nam Việt Nam 2017. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn anh, và xin mời anh có thể qua đây để chúng ta nán lại chụp hình với ba cầu thủ. Và bây giờ xin chúc mừng quả bóng vàng Nam Việt Nam. Vâng, và giờ đây chúng tôi cũng xin được tiến hành phần trao giải cho quả bóng vàng Nam Việt Nam, và cũng xin được mời cầu thủ Đinh Thanh Trung tiến về khu vực chính giữa của sân khấu và chuẩn bị đón nhận danh hiệu này. Xin mời bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trao giải thưởng quả bóng vàng Nam Việt Nam cho cầu thủ Đinh Thanh Trung, câu lạc bộ VNK Quảng Nam. Thưa quý vị, Đinh Thanh Trung, một gương mặt xuất sắc, tiềm năng của bóng đá Việt Nam, đang xứng đáng nhận được giải thưởng này. Và chúng tôi xin mời các cựu cầu thủ và quả bóng bạc chúng ta cùng đứng ra sân khấu để chụp một tấm hình lưu niệm ạ. Giải quả bóng vàng Việt Nam 2017 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quả bóng đồng Việt Nam năm 2017 dành cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Quang Hải, câu lạc bộ Hà Nội đã giành được giải thưởng quả bóng đồng Nam Việt Nam năm 2017. Và xin được cảm ơn biên tập viên Bá Phú đã giúp chúng tôi công bố giải thưởng này. Thưa quý vị, ban tổ chức của chúng tôi cũng xin thông báo đây là cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã không sẽ có mặt trong buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì đang phải có mặt trong
Đinh Thanh Trung giành quả bóng vàng Việt Nam 2017. Đinh Thanh Trung đã vượt qua Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quang Hải để trở thành chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2017. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ gốc Hà Tĩnh sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2017. Thủ quân của Quảng Nam chính là đầu to giúp đội chủ sân Tam Kỳ lên ngôi vô địch V-League 2017. Trong hành trình xưng vương của Quảng Nam, Đinh Thanh Trung đã ghi 10 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo. Ngoài ra, tiền vệ này còn chơi rất hay ở đội tuyển Việt Nam, cả dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng lẫn huấn luyện viên Mai Đức Trung. Dù BKMX Bình Dương thi đấu không thành công trong mùa giải 2017, nhưng tiền đạo Nguyễn Anh Đức vẫn nhận giải quả bóng bạc một cách xứng đáng khi trở thành chân sút nội đầu tiên giành ngôi vua phá lưới V-League sau 15 năm. Danh hiệu quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Quang Hải, người đang cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á trên đất Trung Quốc. Một đồng đội khác của Quang Hải ở U23 Việt Nam và Hà Nội FC là Đoàn Văn Hậu nhận giải cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. Một số giải thưởng khác, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về Claudius của QNK Quảng Nam. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng, Hoàng Anh Gia Lai nhận danh hiệu cầu thủ được yêu thích nhất. Tại hạng mục bóng đá nữ, quả bóng vàng thuộc về Đặng Thị Kiều Trinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam và quả bóng đồng thuộc về Huỳnh Như của Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Vạn của Than Khoáng Sản Việt Nam. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thưởng nóng đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng với thành tích 3 lần liên tiếp lên ngôi vô địch quốc gia. Ở môn Futsal, 3 cái tên được vinh danh đều là những cầu thủ của Thái Sơn Nam. Phùng Trọng Luân trở thành chủ nhân của quả bóng vàng. Quả bóng bạc thuộc về Phạm Đức Hòa và Trần Văn Vũ nhận quả bóng đồng.